Xin chào các bạn, mình là Hải Manga. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Sato Miwako, Takagi Wataru và Matsuda Jinbei là một mối tình tay ba đã có hồi kết. Mặc dù vẫn biết hiện tại Sato và Takagi là một cặp, nhưng khi nhắc đến cái tên Matsuda thì độc giả vẫn không khỏi khắc khoải, tiếc cho một nhân tài của sở cảnh sát Tokyo. Nếu Matsuda còn sống thì chắc hẳn với tài năng của mình anh sẽ làm nên những điều vĩ đại. Cái chết của Matsuda là ngoài ý muốn khi anh đang làm nhiệm vụ gỡ bom, và cũng chính cái chết ấy đã khiến Sato, một người con gái mạnh mẽ đến vậy, cũng phải khóa cửa trái tim mình một thời gian dài sau đó. Cứ nghĩ nỗi đau ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cứ nghĩ hình bóng Matsuda sẽ chiếm trọn trái tim Sato, hoặc tên lượt giác quan cảm xúc, hoặc đâm từng nhát bằng gam màu ký ức khiến cô chìm đắm trong những tháng ngày chỉ biết khép lòng với yêu thương. Và cho tới khi Takagi xuất hiện, những mảnh ghép ký ức đó dần dần nguội lạnh. Takagi đã chinh phục thiếu úy xinh đẹp Sato bằng một trái tim chân thành và mãnh liệt. Có một Takagi chân thành dũng cảm là vậy, nhưng độc giả làm sao quên được vẫn có một Matsuda tài hoa xuất chúng. Vậy câu hỏi được đặt ra là nếu Matsuda còn sống thì liệu Takagi có cơ hội được Sato chấp nhận tình cảm hay không? Matsuda Jinbei được chuyển từ đội gỡ bom đến phòng điều tra một tại sở cảnh sát Tokyo. Sato Miwako khi ấy là hạ sĩ, được thanh tra Nakure giao trách nhiệm chỉ dẫn Matsuda, cũng từ đây tình cảm của hai người chớm nở. Khi ấy Matsuda được biết đến như một nhân tài của sở cảnh sát, anh cũng có tình cảm với Sato, chỉ tiếc là khi anh nói ra được, cũng là lúc anh không còn trên đời này nữa. Matsuda có một biệt tài đó là nhắn tin rất nhanh. Trong một lần gỡ bom đó cũng là lần cuối anh biết mình không thể thoát chết. Và trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Matsuda đã kịp gửi một tin nhắn đến Sato vào 11:23 ngày 7 tháng 11 với nội dung: "Thật ra tôi cũng thích cô phết đấy." Sato được biết đến là hoa khôi của sở cảnh sát Tokyo, Nhật Bản. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ cô là một người đơn giản, vẻ ngoài vô tư hồn nhiên là vậy, nhưng ai ngờ bên trong lại là một trái tim đã từng vụn vỡ. Cô là người cương trực và kiên định, sự mạnh mẽ không cho phép cô yếu đuối trước những tên tội phạm. Với Sato, Matsuda là một nỗi đau khiến cô không có cách nào quên đi. Cô cứ thế giấu nỗi đau đó đằng sau một bề ngoài tưởng chừng như không có chuyện gì. Còn vết thương ấy dây dứt ra sao, chắc có lẽ chỉ mình Sato mới hiểu thấu. Có nhiều người thắc mắc tại sao trong tất cả những người theo đuổi Sato, Sato lại chấp nhận tình cảm của Takagi, một người được đánh giá là không mấy nổi bật. Thoạt nhìn thì Takagi có vẻ không mấy nổi bật, lại hơi hiền lành dễ bị bắt nạt, nhưng với tôi đó lại chính là ưu điểm của anh. Và cũng chính nhờ những sự chất phác thật thà ấy mới chiếm được trái tim của một thiếu úy tài năng xinh đẹp như Sato. Takagi đã cảm hóa Sato bằng một trái tim lương thiện vốn có của mình, sự chân thành nơi anh không phải ai cũng có thể làm được. Bằng chứng là trong những lúc nguy nan nhất, Takagi chưa một lần bỏ rơi Sato, tùy mặc cho Sato sai bảo và giao phó, chiều chuộng cảm xúc của cô gái mình thích, thử hỏi mấy ai làm được đây. Bằng những gì mình có, không phô trương, không ồn ào, Takagi xứng đáng có được tình cảm của Sato dành cho mình. Tâm hồn lương thiện của Takagi còn được thể hiện khi Sato nhớ tới Matsuda, anh không bắt cô phải quên đi, ngược lại còn nói với Sato một câu khiến người ta bừng tỉnh: những gì quan trọng thì không được phép quên, người chết chỉ được sống trong ký ức người còn sống. Bài viết này chỉ mang tính chất giải trí chứ không khẳng định ai hơn ai, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Matsuda cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Còn Takagi mới chính là hiện thực của Sato các bạn nhỉ.